Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh mới thêm mấy số điện thoại đây nhá. Các bác có nhu cầu cần thì vui lòng liên hệ với các số điện thoại này nhá. Chào mừng các bác thợ đánh chim sẻ nhá. Lần đầu tiên là chia sẻ đôi lời với các bác là lô hàng trước là shop có nhập cái keo cứng ấy, thì một số các bác dùng không được ưng ý lắm. Một số các bác dùng được thì các bác giữ các bác dùng. Và các bác chưa chuyên nghiệp ấy thì các bác biết về keo ấy, các bác giữ các bác dùng. Thế còn một số các bác chưa văn nghệ thì không nắm được nhiều ấy, thì keo nó cứng, bảo nó không dính thì các bác có gửi lại hàng cho shop. Thì shop cũng đã thu hết những hàng này rồi và đã có bổ sung keo khác cho các bác hết cả đủ rồi nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác cái lô keo mới. Lô keo này ấy, gọi là lô keo chung nhá, lô keo chung như các bác nhá. Lô keo trước ấy là lô keo cứng, thì các bác nào là các bác thợ đánh chuyên nghiệp ấy thì dùng rất là ok. Thế còn các bác đánh văn nghệ thì hơi khó chơi, tại vì keo cứng ấy khi nào nó có nhiệt độ nắng lên nó mới dính. Các bác đánh vào buổi sáng và buổi chiều mát thì nó sẽ không dính. Bây giờ shop đã nhập được cái lô keo cải tiến này, độ dính rất là tốt, nó gọi là keo chung, thì đảm bảo cho các bác đánh sớm cũng được, muộn cũng được, buổi sáng cũng dính, buổi chiều cũng dính. Thế còn về nhiệt độ thì nó sẽ chịu được cái mức nhiệt độ là dưới 40 độ C. Tư vấn cho các bác luôn, nếu mà các bác muốn đánh vào cái lúc mà nhiệt độ gay gắt nhất khoảng trưa 12 giờ 1 giờ chiều ấy, nhiệt độ là mạnh nắng nhất ấy, thì các bác đánh keo này vẫn đánh được, với điều kiện là các bác có hai mồi keo. Một mồi keo là các bác quấn từ sáng đánh đến tầm 10 giờ nhá. Keo này là rất dính này, nó mềm dẻo và độ dính rất là tốt. Rồi. Một mồi keo ấy là các bác quấn từ sáng đánh đến tầm 10 giờ sáng. Thế khi nhiệt độ lên cao thì các bác quấn mồi keo đi vào, cất đi để về các bác xử lý. Các bác lấy cái mồi keo mà keo mới ấy, thì các bác ra các bác nhào lại, xong các bác quấn lên cần. Con chào các thì bác. Đảm bảo với các bác là sẽ đánh được qua cái thời gian buổi trưa nhiệt độ nắng nhất mà chim không bị rớt. Thế còn keo này nó dễ dùng hơn ở cái chỗ là độ dính nó tốt, lúc nào cũng dính được. Và keo này là keo thành phần tự nhiên nó nhiều, đánh rất là dốc nông, không bị mết, không bị dính nông nhé. Màu ấy thì sẽ là màu xám như này để nó không có tạo nên độ bóng, chim nó không có nhờn, không sợ để chim nó xuống dưới cần keo được nhiều hơn. Đấy. Keo này thì đảm bảo với các bác là bác nào cũng ưng ý, đánh chuyên nghiệp cũng chơi được, đánh văn nghệ cũng chơi được, sớm cũng đánh được, tối cũng đánh được nhá. Đấy. Các bác mà rất mạnh ra nó sẽ hơi đứt đấy, là nó có cái thành phần tự nhiên nhiều, thế nhưng mà nó cũng rất là dẻo. Chứ còn nếu mà cái thành phần công nghiệp nhiều, hóa chất nhiều ấy thì nó sẽ không đứt như vậy, nó sẽ kéo rất là dài, thì cái loại đấy nó dính kinh khủng, nó bắt nồng gớm lắm nhá, bắt nồng kinh lắm. Cái này ấy, thì là độ dính nước vẫn tốt, nhưng mà khả năng dính đông nó ít hơn nhé. Cái này các bạn nói với chia sẻ với các bác nhá, các bác muốn đánh vào nhiệt độ nắng nhất thì các bác lấy một mồi keo mới, các bác nhào lên và các bác quấn vào thì sẽ đảm bảo cho các bác đánh được vào lúc cái buổi trưa nắng gay gắt nhất. Thế còn bình thường ấy thì keo này đánh sớm cũng được, đánh tối cũng được, sáng cũng dính, chiều cũng dính nhá. Đây. Thế còn về cái cách nhào keo, cái này tuy nó mềm ấy nhưng mà các bác cứ ngâm vào nước nóng một chút thì nó càng dẻo, mình nhào nó càng dễ. Cái keo này ấy, nhớ cái này ấy, là đòi hỏi các bác nhào nhuyễn một chút, nhào càng nhuyễn nó lại càng dính. Này, này tôi ngâm vào nước nóng một chút thì nhào rất là nhẹ nhàng, chứ nó thật sự các bác mà chơi keo cứng thì nhào vất vả lắm, quăng lên xào kéo giật bình bịch luôn. Nhưng mà cái này các bác cứ ngâm vào nước nóng chừng 5 phút đi, nhào rất là dẻo, rất là dễ. Đấy. Đấy. Cái này các bác cứ nhào càng kỹ thì độ dính nó càng tốt nhá. Đấy. Đánh sáng cũng được, đánh tối cũng được. Cái keo này đảm bảo cho các bác luôn là không phải chê, bác nào cũng chơi được hết, bác nào cũng nghĩ hết. Tại vì mấy cái đồ hàng mà keo cứng kia mà không chơi được ấy thì shop đã đổi bổ sung cho cái keo này, anh em phản hồi lại rất là tốt, đánh dốc nông nhé, không có bị bết nông, mà sáng ra cũng dính, chiều mát cũng dính. Thế còn buổi trưa ấy, như tôi đã nói ấy,
các bác muốn nó không bị chảy keo ấy, thì các bác quấn một mồi keo mới thì vẫn đảm bảo cho các bác chơi buổi trưa được. Đây, nhào rất là mềm nhé, rất là nhào, không vất vả. Đây, khi các bác vào nhào nhuyễn lên rồi ấy, thì độ dẻo nó cũng rất tốt này. Thế còn mới các bác chưa nhào thì các bác rứt ra thì nó vẫn có khả năng đứt. Đấy, đây các bác này, còn khi các bác đã nhào này, cái màng keo này đó, nó dán mỏng dính này luôn. Cái độ co giãn nó rất là tốt, độ đàn hồi rất tốt nhá. Đấy, các bạn nào, đấy, đấy là khi mình đã nhào nhuyễn. Các bác cứ nhào thật nhuyễn và cuốn lên sàn. Các bác chơi, tôi khuyên các bác ấy là nên chơi cái sào mà thanh trên thanh dưới nhé, thanh trên thanh dưới. Thanh trên thanh dưới các bác hàn nó cách khoảng 9 đến 10 phân vào. Các bác đừng hàn gần quá nhá. Thì để con chim nó đỗ lên sào trên này, nó bị ngã, nó sẽ sập xuống sào dưới, nó khóa cánh nè. Còn các bác mà hàn thấp quá, nó khóa ngực, nó rụng rất nhiều lông tơ, nó nhanh hỏng keo của mình. Đối với cái sào mà hơn 1 mét này, 1m2 này, thì các bác sẽ dùng 3 lạng nhé. 3 lạng, các bác chia làm 2 cục, 2 phần. Phần để cuốn sào trên sẽ nhiều hơn một chút, phần cuốn sào dưới ít hơn một chút. Thì các bác mua 3 lạng là sẽ đủ để cho quấn một cái sào kép thanh trên thanh dưới 1m2 như này nhá, 1m2, nhưng mà cắt đầu cắt đuôi nó còn 1m15 các bác nhá. Đấy, 3 lạng là sẽ đủ. Còn về giá thì các bác mua 3 lạng là cái đơn vị thấp nhất mà shop đã bán, shop bán nhá. 3 lạng là đơn vị thấp nhất, sẽ cắt mua một cái loại nhựa này, cắt bỏ vào đây cho các bác 3 lạng. Đấy, cái đầu loại này các bác lưu ý, shop bán ít nhất là 3 lạng, còn giá thành ấy thì sẽ là 70.000 một lạng. 3 lạng là 201, các bác mua ít như vậy thì các bác sẽ phải chi trả thêm 30.000 tiền phí ship, thì tổng tiền sẽ là 240 nhá, 240. Các bác lưu ý này, 240 thì là chỉ có bao được cái phí gửi chậm cho các bác thôi. Thế còn các bác nào mà muốn nhận chuyển phát nhanh ấy thì shop sẽ hỗ trợ thêm, và các bác sẽ hỗ trợ thêm cho shop là 10.000 nữa, là 3 là 250 3 lạng keo sẽ chuyển phát nhanh. Thế còn các bác mà mua tới 5 lạng thì là 7535 là 350 thì là shop sẽ bao ship nhá, bao ship cho các bác. Thế còn các bác mua 1 cân thì vẫn bao ship cho các bác, và lại có chiết khấu cho các bác thêm mấy chục nghìn nữa. Các bác càng mua nhiều thì giá thành nó càng rẻ ạ. Đây các bác xem lại cái keo này lần nữa này nhá. Cái này tôi nhào rồi, tôi để đây. Đây cái keo mới này. Đây các bác lấy lên này. Nó rất là dẻo nhá. Rất là dẻo, rất là dai. Đấy. Keo này dính cực kỳ luôn. Đấy, dẻo, dính cực kỳ luôn. Riêng keo này thì các bác đảm bảo không phải chê điểm gì nhá. Đấy. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với lại shop Ngọc Ánh Tân Ánh nhá. Đây Ngọc Ánh Tân Ánh. Phục vụ các bác với 5 đầu số luôn. Các bác gọi số này không được, các bác gọi số khác sẽ có nhân viên thành viên của shop tư vấn trả lời cho các bác nhé.